Trong tập trước, Phương Lâm trong lúc đang du ngoạn giữa các tinh cầu đã phát hiện ra Vọng Nguyệt, một sinh vật hết sức mạnh mẽ chuyên ký sinh trên người cổ thần. Hơn nữa con Vọng Nguyệt này không ở trạng thái ngủ say, mà đã chuyển sang chế độ oánh nhau. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn thì Phương Lâm mới biết, trước đó, kẻ thù của mình là Tham Lang vì lấy bảo vật trên người Vọng Nguyệt mà khiến nó tỉnh giấc. Đang lúc muốn chuồn đi, nhưng sự xuất hiện của Vương Lâm đã bị Vọng Nguyệt phát hiện và bắt lấy. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Kiếm trận gào thét rồi xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, những luồng kiếm khí vô tận tản ra lập tức điên cuồng công kích ở bên trong. Nhưng công kích này đối với Vọng Nguyệt thì quá yếu, căn bản không thể ngăn cản được nó được nửa khắc. Khi thấy khe nứt càng ngày càng gần, mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn quát to, "Tử thử kiếm, bạo!" Một tiếng nổ lập tức vang vọng trong khe nứt, đúng lúc này tiếng gầm giống lại truyền ra. Khí thể phóng lên không của khe nứt lại càng nhanh hơn. Khe nứt đã chỉ còn cách Vương Lâm trăm trượng, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Lúc này Vương Lâm và tiên vệ đã phóng vào bên trong làn sương mù dày đặc. Khi khe nứt đến gần thì sương mù lại nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt đã tan biến không còn một mảnh. Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên sương mù trên Vân Hà Tinh tiêu tán. Hợi Chư, Vị Dương, Thân Hầu, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, tất cả bạo. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia điên cuồng. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ mãnh liệt liên tục vang vọng rồi tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể Vọng Nguyệt. Thất tinh kiếm trận không chỉ có kiếm thể tự bạo mà trong khoảnh khắc này ngay cả những tà hồn ở bên trên cũng hóa thành những lực lượng vô tận. Tất cả đều vỡ nát chuyển hóa thành một luồng khí tức hủy diệt khổng lồ. Luồng khí tức này cùng kiếm thể phát động một kích ác liệt nhất nhằm vào Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt quá mạnh, căn bản khi thất tinh kiếm trận tự bạo thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chỉ khi lực trùng kích phóng lên thì Vọng Nguyệt mới hơi chậm lại một chút. Mà Vương Lâm muốn chính là cái này. Vương Lâm và con rối tiên vệ nhanh chóng phóng thẳng ra bầu trời bên ngoài. Khe nứt khổng lồ chỉ hơi chậm lại một chút rồi lập tức khôi phục lại như thường. Lúc này uy lực của thăng tiên quả làm cho Vọng Nguyệt không thể phát hiện ra chỗ nào trên người mình truyền đến sự đau đớn và cảm giác hưng phấn như vậy. Lúc này Vọng Nguyệt vừa mới thức tỉnh đang rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng nó lại cảm thấy vật được hai sinh linh vác trên người đang liều mạng bỏ chạy có chút quen thuộc. Vọng Nguyệt đuổi bắt theo bản năng, nó muốn giữ vật gì đó rất quen thuộc lại. Lúc này nhìn thấy đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, một âm thanh giống như đến từ rất nhiều năm tháng trước từ trong khe nứt truyền ra. Âm thanh này không có ý nghĩa gì cả, nhưng lại được phát ra cực kỳ quỷ dị. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, Vương Lâm lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Âm thanh này là tiếng nói của cổ thần. Trong ký ức của Đồ Ti chưa từng đề cập đến chuyện Vọng Nguyệt sẽ phát ra tiếng nói của cổ thần. Đây rốt cuộc là Vọng Nguyệt gì? Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói của cổ thần được khe nứt phát ra đã vang vọng khắp đất trời. Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, giống như không phải Vọng Nguyệt đang truy đuổi phía sau mà là một người cổ thần thành niên. Tiếng nói của cổ thần vang lên, giống như giữa trời đất ngày hôm nay truyền đến một tiếng gầm giống từ thời viễn cổ, trong tang thương lộ ra một luồng thần thông, làm cho Vương Lâm sinh ra sự khủng hoảng giữa sống và chết. Khoảnh khắc này bầu trời khắp bốn phía xuất hiện rất nhiều khe nứt giống như muốn sụp đổ. Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh này thì hồn phi phách tán. Hắn biết thần thông này chính là kỹ thuật phá nát mà chỉ bát tinh cổ thần mới thi triển được. Thần thông này khi đến một mức độ nào đó có thể dùng ánh mắt làm cho tất cả mọi thứ bị nhìn thấy phải tan vỡ rồi hóa thành tro bụi. Nguy cơ sinh tử chưa bao giờ đến gần như vậy. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong miệng hắn truyền ra một tiếng giống quỷ dị. Âm thanh hắn phát ra cũng là tiếng nói của cổ thần được truyền thừa từ Đồ Ti. Khe nứt lập tức ngừng lại, những vết nứt khổng lồ cũng khép miệng lại. Đúng lúc này trên mặt đất lại xuất hiện hai khe nứt khổng lồ, bên trong lộ ra hai luồng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này rơi lên người Vương Lâm, lộ ra sự lạnh lẽo và mê man. Lúc này bầu trời khắp bốn phía đang chuẩn bị tan vỡ vì tiếng nói cổ thần của Vọng Nguyệt cũng lập tức ngừng lại. Vương Lâm không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ của con rối tiên vệ cũng chưa bao giờ ngừng lại. Đúng lúc này một hình bóng gầy gò mang theo sự sợ hãi và hưng phấn đã dùng tốc độ cực nhanh đang từ trong khe nứt chuẩn bị phóng ra. Hắn chính là Tham Lang. Những biến đổi của Vọng Nguyệt làm cho chỗ bài tiết và hấp thu của nó chuyển động kịch liệt rồi tạo ra một vết nứt. Tham Lang phóng ra từ trong khe nứt này, tất nhiên hắn sẽ không quên cự đỉnh. Sau khi Tham Lang phóng ra khỏi chỗ bài tiết và hấp thu, hắn cảm thấy Vọng Nguyệt quá đáng sợ. Hắn không chút do dự dùng lực lượng của cự đỉnh nhanh chóng bay thẳng lên trên. Đập vào mắt hắn là vết nứt khổng lồ ở phía trước, thậm chí hắn còn nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Luồng hưng phấn trăm năm chưa từng có này bập bềnh giống như những cơn sóng trong cơ thể Tham Lang, thậm chí hắn còn mừng rơi nước mắt. Loại cảm giác người không ra người quỷ không ra quỷ suốt ngày phải sống trong những luồng khí tức tanh tưởi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Khoảng thời gian trăm năm phải sống trong bộ phận bài tiết của con hung thú này đối với Tham Lang chính là sự sỉ nhục, một mối sỉ nhục trần trụi. Đặc biệt là luồng khí tức tanh tưởi làm cả đời Tham Lang khó quên. Thậm chí lúc này luồng khí tức đó đã tiêu tán nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy được. Tham Lang thề sau khi rời khỏi chỗ này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến nửa bước vào La Thiên Bắc Vực. Hơn nữa nếu sau này hắn có cơ hội tìm kiếm bảo vật thì nhất định phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Khe nứt kia càng lúc càng gần,
hưng phấn trong mắt Tham Lang hầu như đã đạt đến đỉnh điểm. Lão phu Tham Lang cuối cùng cũng thoát khốn. Lúc này, trong nháy mắt khi ánh mắt mê hoặc của Vọng Nguyệt tiêu tán, tiếng nói của cổ thần lại vang vọng một lần nữa, toàn thân Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Trước nguy cơ sinh tử, hắn bất chấp tất cả, hắn khẽ động tâm niệm, tốc độ của con rối tiên vệ lập tức hơi chậm lại, nửa đoạn xương Vọng Nguyệt đang được khiêng trên vai lập tức bị ném xuống dưới. Trả lại ngươi một nửa. Nửa đoạn xương Vọng Nguyệt giống như một dãy núi khổng lồ rơi xuống, tạo nên những luồng gió với những tiếng rít gào chói tai. Lúc này khe nứt lại ngừng một chút, bầu trời bốn phía đang tàn vỡ lại lập tức dừng lại. Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào dãy núi đang rơi xuống, trong mắt nó lộ ra vẻ mê hoặc. Vật này nó rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng nó phản ứng theo bản năng mà mở rộng khe nứt ra rồi nuốt dãy núi kia xuống. Hưng phấn của Tham Lang giống như được nuốt vào rất nhiều thăng tiên quả. Hắn phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhìn thấy miệng khe nứt càng ngày càng gần, thậm chí hắn còn muốn gầm lớn lên một tiếng. Trăm năm thê thảm cuối cùng cũng kết thúc. Ở bên trong Vọng Nguyệt không thể thuấn di, Tham Lang đã sớm biết rõ chuyện này. Một khi thuấn di sẽ bị một lực lượng kỳ dị ngăn cản, tốc độ ngược lại sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, trong nháy mắt khi khoảng cách giữa Tham Lang và khe nứt đã rất gần, ánh mắt hắn đang nhìn khe nứt đột nhiên bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Tham Lang ngẩn người ra rồi cố gắng dụi dụi mắt, thậm chí hắn còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Cái bóng khổng lồ này là gì? Tham Lang bị giam trong luồng khí tức tanh tưởi ở chỗ bài tiết của Vọng Nguyệt quá lâu, lúc này ngay cả tinh thần của hắn cũng trở nên trì trệ. Đây là một dãy núi. Trong mắt Tham Lang lộ ra sự tuyệt vọng, những luồng hưng phấn của hắn đã tiêu tán trong nháy mắt. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác ở trong tình cảnh tương phản mạnh mẽ như thế này đều cảm thấy hoảng hốt và sụp đổ. Nhưng Tham Lang dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông, lúc này hắn giống lên một tiếng phóng thẳng cơ thể về phía trước. Tham Lang truy hẳn vào bên trong cự đỉnh rồi nhanh chóng áp sát vào bên rìa khe nứt. Ngọn núi gào thét phóng sát qua bên cạnh cự đỉnh, những tia lửa liên tục tóe ra do ma sát. Cơ thể Tham Lang ở bên trong trở nên chấn động rồi liên tục phun ra máu. Chết tiệt! Sau khi vất vả vượt qua ngọn núi, vẻ mặt Tham Lang trở nên trắng bệch từ trong cự đỉnh huyễn hóa ra. Cái đỉnh này hắn chưa thể điều khiển được hoàn toàn nên dung thân vào bên trong chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ở trong đó quá lâu hắn sẽ lập tức bị luồng khí tức khủng bố bên trong cự đỉnh huyễn hóa. Sau khi nuốt vào nửa dãy núi, vẻ mê man trong mắt Vọng Nguyệt ngày càng đậm. Rốt cuộc là cảm giác gì mà nó cảm thấy rất quen thuộc, giống như lúc nào cũng muốn nghĩ tới. Lợi dụng thời gian do dự của Vọng Nguyệt, Vương Lâm khẽ động tâm niệm. Con rối tiên vệ lập tức phóng lại, nó đứng ở phía sau giúp Vương Lâm khiêng nửa đoạn xương Vọng Nguyệt rồi cả hai nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không. Vẻ mê man trong mắt Vọng Nguyệt dần tiêu tán, uy lực của thăng tiên quả đã bắt đầu tiêu tan. Nó nhớ ra nửa dãy núi kia không phải là vật tầm thường, mà là xương cốt của mình biến thành. Trong lúc uy lực của thăng tiên quả tiêu tán, Vọng Nguyệt cũng lập tức phát hiện ra chỗ truyền đến cơn đau chính là vị trí một xương cốt trong cơ thể nó. Một cơn lốc đột nhiên bùng lên dữ dội. Không còn được uy lực của thăng tiên quả che giấu nên sự đau đớn khủng khiếp bùng lên, lúc này Vọng Nguyệt trở nên điên cuồng. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti từng nhắc đến mặt trăng, một loại vật sống ký sinh trên sự tồn tại của cổ thần. Nếu thiên đạo có minh thì cổ thần có đan, chữ minh này có thể giải thích là linh, cũng có thể là hồn. Nói chung ý nghĩa của nửa câu đầu là nói thiên đạo cũng không phải vật chết mà quả thật có sự tồn tại, có lẽ thiên đạo có linh và hồn nhưng sinh linh không thể hiểu rõ. Nửa câu sau nói về Vọng Nguyệt, trong ký ức của cổ thần Đồ Ti không nhắc đến Vọng Nguyệt vì sao xuất hiện. Ngay cả hắn cũng không hiểu được, hình như nó đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi. Hình như hồn và linh của thiên đạo đều giống nhau, đều là những vật không thể nắm lấy, không ai có thể hiểu được rõ ràng. Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần. Đây là một miêu tả thứ hai về Vọng Nguyệt trong ký ức của Đồ Ti. Một câu nói này lại làm Vương Lâm có ấn tượng rất sâu. Từ nội dung của nó thì có thể hiểu, Vọng Nguyệt một khi phẫn nộ thì sẽ đạt đến hình thái thứ ba. Lúc này sẽ có uy lực tương đương với một chỉ của cổ thần. Uy lực có thể mạnh có thể yếu, nhưng nếu là cực mạnh thì giống như một chỉ của cửu tinh cổ thần, mặc dù là tu chân tinh cũng phải tan vỡ. Nếu uy lực nhỏ nhất thì giống như một chỉ của nhất tinh cổ thần. Nhưng rõ ràng lúc này Vọng Nguyệt khổng lồ trước mặt Vương Lâm cũng không phải có uy lực nhỏ. Toàn thân Vương Lâm lập tức lóe lên hàn quang, tốc độ của tiên vệ được triển khai đến cực hạn. Hắn cầm lấy một nửa xương của Vọng Nguyệt rồi điên cuồng bỏ chạy. Trên đường đi hắn đã thử dùng hạt châu thiên nghịch hấp thụ, nhưng không biết có phải vì tốc độ quá chậm hay không mà trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Trong khoảnh khắc này toàn bộ Vân Hà Tinh vang vọng những tiếng nổ ầm ầm rất dữ dội. Âm thanh này quá lớn, nếu nói nó là sấm sét thì cũng hơi nhỏ. Tiếng nổ truyền ra trong một phạm vi rộng, rất nhiều tinh không ở khắp bốn phía đều có thể nghe thấy những âm thanh gào thét tràn đầy phẫn nộ này. Vương Lâm ngước mắt lên nhưng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy trốn. Nếu Vọng Nguyệt không có xương thì nó cũng không chết, chỉ cần có đủ thời gian nó sẽ ngưng tụ ra một cái nữa. Chẳng qua rõ ràng là xương của Vọng Nguyệt không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện ra được, cũng khó trách Vọng Nguyệt phẫn nộ như vậy. Cơ thể khổng lồ của Vọng Nguyệt dưới những tiếng nổ ầm ầm chậm rãi xòe tròn ra rồi dần được kéo dài.
chỉ một động tác đã vang vọng lên những âm thanh xé toạc, một mảnh đất trên vọng nguyệt lại sụp đổ. Sự tan vỡ lúc này đã trở nên vô cùng triệt để. Những xúc tua khổng lồ từ trên vọng nguyệt không ngừng được kéo dài ra rồi chậm rãi đong đưa. Một luồng khí tức khổng lồ không thể tưởng tượng dần dần từ bên trong phóng ra ngoài. Hình bóng tham lang từ trong cự đỉnh huyễn hóa ra, nhưng thời cơ khi hắn xuất hiện lại quá kém. Khi vọng nguyệt đang phẫn nộ thì từ trong vết nứt cách đó không xa, tham lang hai mắt đỏ hồng trong miệng gầm lên một tiếng. Hắn liều chết tăng tốc để phóng ra ngoài. Nhưng đúng lúc này cái khe nứt kia lại chậm rãi khép lại. Không, mắt tham lang ướt đẫm máu, hắn giống lên thê thảm. Vọng nguyệt khép miệng lại, cơ thể khổng lồ tràn đầy lực lượng uy hiếp. Những hành động của nó thấy rất thong thả nhưng cũng không phải là thoải mái. Nhưng dưới dư uy của thăng tiên quả nó lại dần khôi phục trở lại. Vương Lâm cầm theo xương vọng nguyệt đuổi theo phía sau tiên vệ. Lúc này hắn đang nhảy vào tinh không, vỗ vào túi trữ vật, tinh la bàn lập tức bay thẳng ra. Vương Lâm phóng lên tinh la bàn, cả người hóa thành ngân quang. Hắn mang theo xương cốt của vọng nguyệt rất dài phóng thẳng đi như tên bắn, không thèm quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng của vọng nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang phóng đi ở phương xa. Số lượng xúc tu khổng lồ trên cơ thể nó khẽ vung lên, một cơn lốc đột nhiên nổi lên rất mạnh rồi tạo nên những tiếng nổ điên cuồng. Một con sóng khí lập tức đánh thẳng về phía bốn phương tám hướng, vọng nguyệt khổng lồ bay về phía trước trong cơn sóng. Hầu như không nhìn thấy vọng nguyệt di chuyển, nhưng khoảng cách từ Vương Lâm đến chỗ nó lại dần được thu hẹp lại. Cùng lúc này vọng nguyệt lại há miệng phun ra một ngôn ngữ của cổ thần. Trong nháy mắt da đầu của Vương Lâm trở nên tê dại, hắn nhìn thấy một vọng nguyệt nhỏ trên trăm trăm trượng phóng ra từ trong một vách nứt. Tham lang ở bên trong đột nhiên nhìn thấy bầu trời, vẻ hưng phấn lại được nhen nhóm trong ánh mắt hắn. Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt, hắn đã rất lâu không được nhìn thấy bầu trời, nên lúc này tâm tình của hắn kích động không nói nên lời. Nhưng hắn biết lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp để bỏ chạy. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Vương Lâm đang đứng trên tinh la bàn ở phương xa, hắn ngẩn người như lập tức hiểu rõ. Trong ánh mắt lại lộ ra những luồng hận ý, nhưng tham lang lại không dám có những hành động thiếu suy nghĩ. Những con hung thú trăm trượng ở bên cạnh hắn quá nhiều, nếu hắn chỉ cần khẽ động thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không chút do dự vỗ vào túi trữ vật lấy ra bầu rượu chỉ còn lại vài giọt tiên tửu rồi cắn răng uống vào. Hắn thấy bên trong chỉ còn lại hai giọt, trong nháy mắt tiên lực lại mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Vương Lâm. Luồng tiên lực này cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn rất tinh thuần. Dù sao đây cũng thật sự là vật của tiên nhân. Vương Lâm cố gắng đè nén cơn đau và cảm giác giống như sắp hôn mê. Hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng vung một chỉ về đám vọng nguyệt đang phóng thẳng tới, miệng quát lớn: "Đỉnh!" Vương Lâm vừa nói ra khỏi miệng thì pháp thuật đã xuất hiện. Trong nháy mắt tiên lực đang bùng nổ trong cơ thể hắn lập tức phóng ra theo cánh tay phải rồi hóa thành một lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập trời đất. Một chữ rừng vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt trời đất giống như ngừng vận chuyển. Nếu bình thường Vương Lâm sẽ không có khả năng làm được chuyện này, mặc dù bây giờ cũng phải dựa vào uy lực của tiên tửu. Nếu không có tiên tửu thì hắn không thể thi triển định thân thuật đến mức độ này được. Trong nháy mắt khi mọi vật đều ngừng lại, Vương Lâm nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại với tốc độ cực nhanh. Hắn không chút do dự thi triển ngay thuật thần thông chuyên dùng để chạy trốn của lão già trên lãnh thổ yêu linh. Nhưng pháp thuật của Vương Lâm chỉ làm cho vọng nguyệt nhỏ ngừng lại, mà vọng nguyệt khổng lồ hóa thành vân hà tinh lại căn bản không có chút ảnh hưởng. Nó phóng thẳng tới mang theo lực trùng kích khổng lồ rồi lập tức khôi phục lại tự do cho tất cả những vọng nguyệt bị ngừng lại. Nhưng vận khí của tham lang lại quá kém, cơ thể hắn cũng bị ngừng lại. Khi tất cả đã khôi phục thì chậm mất một bước, khe nứt khổng lồ đã bị vọng nguyệt khép lại. Tham lang cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khoảnh khắc sau lại phát hiện chính mình đã quay về trong khe nứt. Vẻ tuyệt vọng điên cuồng lộ ra trong mắt tham lang, hắn cắn mạnh đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu lớn, tất cả rơi lên cự đỉnh. Trên cự đỉnh lập tức tản ra một luồng khí tức tang thương, một con sóng hình tròn bùng lên, nó quấn đến tham lang rồi lái lên. Tham lang đã trực tiếp thay đổi vị trí với một vọng nguyệt nhỏ đang đánh thẳng về phía trước nhanh nhất. Vẻ mặt tham lang tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu lớn. Hắn tung một chỉ về Vương Lâm đang chạy trốn ở phía trước rồi quát lớn một cách dữ tợn: "Vương Lâm, đừng chạy!" Vương Lâm đã sớm chú ý đến hình bóng của tham lang, lúc này hắn cũng chẳng thèm ngoảnh lại, tay phải lại chỉ về phía sau. Cơn lốc tiên lực còn dư ra bên trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài. Định! Tham lang đang muốn thi triển cự đỉnh thần thông để đổi vị trí của mình cho Vương Lâm, nhưng đúng lúc này định thân thuật đã giáng xuống, cơ thể hắn lập tức ngừng lại. Khoảnh khắc này ánh mắt của vọng nguyệt lại rơi lên trên cự đỉnh ở trước người tham lang, trong mắt nó lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nó cảm thấy trên cự đỉnh truyền đến một luồng khí tức làm chính mình rất dễ chịu. Năm xưa khi vọng nguyệt chưa thức tỉnh nên không giết chết tham lang, bởi vì bên cạnh người này có cự đỉnh. Nhưng khi đó vọng nguyệt chưa tỉnh lại, nó chỉ dùng ý thức đưa cự đỉnh và tham lang tiến vào trong chỗ bài tiết. Nơi đó tuy là chỗ bài tiết của vọng nguyệt nhưng cũng chính là địa phương hấp thu mọi vật. Vọng nguyệt muốn hấp thu cự đỉnh, vì vậy mới làm cho tham lang biến mất cả trăm năm. Trong nháy mắt khi cơ thể tham lang bị ngừng lại, vọng nguyệt lập tức nuốt vào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị rồi lợi dụng cơ hội này bay đi như tên bắn. Khoảng cách lập tức được kéo giãn ra,
Tham Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi hành động hồi phục trở lại thì hắn đã bị nuốt đến bên cạnh khe nứt. Loại cảm giác lên lên xuống xuống này làm thần tình Tham Lang trở nên chua xót, nhưng đồng thời hận ý của hắn đối với Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm. Tất cả đều do ngươi. Tham Lang cắn chặt răng, hai tay bắt pháp quyết đặt trên cự đỉnh. Một luồng hào quang màu trắng sữa lập tức lấp lánh trên mi tâm hắn rồi rơi lên cự đỉnh. Lão phu cho dù hy sinh tuổi thọ cũng phải chạy ra khỏi chỗ này. Tham Lang gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc này, cực đỉnh trước mặt hấp thu thọ nguyên của Tham Lang thì lập tức phóng to ra. Hầu như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thương tang khổng lồ điên cuồng tăng trưởng rồi truyền ra ngoài vô cùng vô tận theo sự phóng to của cự đỉnh. Vọng Nguyệt đột nhiên gầm giống lên rồi truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cơ thể Vương Lâm lại run lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng cơ thể đã bị trọng thương. Cơ thể con rối tiên vệ cũng trở nên run rẩy. Ánh kim quang bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả linh tính trong hai mắt cũng trở nên ảm đạm. Nhưng nếu so với Vương Lâm thì hắn lại bị thương tương đối nhẹ. Cự đỉnh không ngừng phóng lớn ra, Tham Lang quyết định phóng thẳng ra ngoài. Lúc này cái miệng của Vọng Nguyệt cũng liên tục tăng trưởng theo cự đỉnh. Cái đỉnh này, lão từ bỏ. Tham Lang đau lòng xoay người phóng ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này Vọng Nguyệt khổng lồ lại phun ra bên ngoài, cự đỉnh khổng lồ bị nó hất văng ra. Trong mắt Vọng Nguyệt lộ ra một tia sáng kỳ dị, những xúc tu trên cơ thể lập tức kéo dài ra rồi trực tiếp quấn quanh cự đỉnh. Những xúc tu khác lại nhanh chóng đuổi theo quấn lấy Tham Lang đang có khoảng cách gần nhất. Vẻ mặt Tham Lang trở nên âm trầm, hắn vỗ vào túi trữ vật rồi lập tức lấy ra một bình phong. Hắn để nó sang một bên, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng rời núi lấp biển đột nhiên xuất hiện trong hư không. Vương Lâm đang chạy thì thần thức xuất hiện ảo giác, giống như tất cả tinh không chẳng còn tồn tại, mà chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng khí thế khổng lồ cao vạn trượng mạnh như cầu vồng. Sơn Hà Đồ, tốc độ của tinh la bàn dưới chân Vương Lâm chậm hẳn lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ mê man nhìn chằm chằm vào bình phong khổng lồ. Vật này năm xưa hắn đã từng gặp qua, Tham Lang từng nói hắn không tìm được Sơn Hà Đồ chân chính nhưng lại tìm được cái bình phong có dấu ấn của Sơn Hà Đồ. Ánh mắt Vọng Nguyệt vẫn lạnh lùng, trong mắt nó lóe lên một ký hiệu kỳ dị. Vương Lâm biết được ký hiệu này chính là ngôn ngữ của cổ thần. Ký hiệu này vừa lóe ra thì một ngón tay trăm trượng đột nhiên xuất hiện trước Vọng Nguyệt. Thứ được huyễn hóa ra chỉ là một ngón tay với làn da cực kỳ thô ráp nhưng bên trên lại mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức làm người khác phải mê muội. Ngón tay này tuy chỉ là hư ảo nhưng khoảnh khắc khi nó hiện lên trong mắt Vương Lâm thì câu nói Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần lại trở nên chân thật không thể tưởng tượng được. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, chán vã đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên. Lông tóc trên khắp toàn thân Tham Lang dựng ngược lên. Năm xưa khi hắn bị Lý Nguy giữ, Hồ Quyên Văn, Đối Vân Tiên, Trì Nhất Châu truy đuổi cũng chưa từng có loại cảm giác cận kề sống chết như bây giờ. Ngón tay hư ảo khổng lồ xuất hiện giống như do thiên đạo biến thành, làm người ta sinh ra một loại cảm giác giống như nó có thể thay thế cho cả thiên địa. Đây không phải là đạo niệm mà những tu sĩ bình thường có thể cảm ngộ được, mà nó so với đạo niệm còn mạnh hơn rất nhiều lần, thậm chí có thể nói cấp độ của nó đã vượt qua rất xa đạo của bản thân. Tuy tu vi của Tham Lang đã lên đến đỉnh cao nhưng cũng chỉ là những tu sĩ bình thường, bù lại thì kiến thức của hắn rất phi phàm, toàn kết giao với những tu sĩ đã bước vào bước thứ hai, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn của những người này. Lúc này Tham Lang vừa nhìn qua đã thấy trên ngón tay khổng lồ này ẩn chứa một đạo niệm đáng sợ, một chỉ điểm ra giống như mây xanh gió nhẹ không lan ra bất kỳ cơn sóng âm nào, giống như một người phàm nhân đang chìa tay điểm nhẹ về phía trước. Nhưng một chỉ này rơi vào mắt Vương Lâm lập tức làm cho đồng tử co rút lại, thậm chí hắn còn sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang muốn phóng ra khỏi cơ thể đi nghênh tiếp một chỉ đang phóng tới kia. Khoảng cách của Tham Lang đến một chỉ kia là gần nhất nên những cảm nhận của hắn còn sâu đậm hơn Vương Lâm gấp trăm lần. Một chỉ này vừa đến, Tham Lang đã vội lùi về phía sau một bước rồi xuất hiện ở phía sau bình phong Sơn Hà Đồ. Trong nháy mắt, núi sông đột nhiên hiện lên, tinh không lóe lên giống như không còn nữa. Nhưng mặc dù là núi sông thì cũng bị một chỉ của cổ thần đè lên giống như nó vẫn mãi mãi tồn tại trước mắt. Những tiếng két két từ trên bình phong truyền ra, từng vết nứt lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt Sơn Hà trong tinh không đột nhiên biến mất, Tham Lang phun ra một ngụm máu nguyên thần lớn rồi có thể nhanh chóng lui về phía sau. Khi hắn lui ra phía sau lại liên tục phun máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Một chỉ của cổ thần không ngừng lại mà tiếp tục ấn về phía Tham Lang ở phương xa. Lúc này mắt Vương Lâm trượt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào bình phong trong tinh không. Tuy nó vẫn còn những vết rách nhưng thần thông ở bên trên rõ ràng chính là Sơn Hà Đồ. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị, lúc này nhìn thấy cổ thần chỉ truy đuổi về phía Tham Lang thì hắn cắn chặt răng rồi cơ thể chợt lóe lên, xương Vọng Nguyệt giao cho tiên vệ. Cả người Vương Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng ra ngoài giống như thuấn di. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh bình phong Sơn Hà Đồ. Lúc này Tham Lang cũng không thèm bận tâm đến chuyện Vương Lâm muốn đoạt bảo, hắn dùng tốc độ đỉnh cao điên cuồng bỏ chạy. Ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra hơi ngừng lại rồi chậm rãi thay đổi phương hướng, hình như nó đang tập trung lên người Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tay phải hắn không chút do dự vung một chỉ lên hư không, hắn hầu như đem tất cả tiên lực bản thân ngưng tụ lại,
trong miệng quát lên, đỉnh. Đối tượng Vương Lâm thì triển pháp thuật không phải là ngón tay cổ thần mà chính là Tham Lang. Hai mắt Tham Lang đỏ hồng từng mảng, cơ thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi. Tuy hắn chỉ ngừng lại trong nháy mắt nhưng lại lập tức thu hút sự chú ý của ngón tay cổ thần. Vương Lâm lợi dụng cơ hội này ôm lấy bình phong sơn hà đồ bỏ vào trong túi trữ vật rồi nhanh chóng rút lui không chút do dự. Lúc này trái tim hắn đang đập đùng đùng trong lồng ngực, nguy hiểm trước mặt vẫn chưa qua đi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía tiên vệ. Con rối tiên vệ vẫn bỏ chạy một đường thẳng, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không thể so sánh với vọng nguyệt khổng lồ và một ngón tay khủng bố của cổ thần. Vẻ mặt Tham Lang đột nhiên trở nên tái nhợt. Khi ngón tay cổ thần đã đến bên người thì hắn lập tức vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái vương miện lấp lánh kim quang giống như của một hoàng đế phàm nhân. Trên vương miện gắn vào năm hạt châu cực lớn, bên trên được bao phủ bằng năm vầng sáng kim mộc thủy hỏa thổ. Tham Lang lập tức đội vương miện lên đầu, trong nháy mắt kim quang lóe lên sáng chói, nhưng lại lập tức bao bọc Tham Lang lại giống như lưu tinh. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ nhìn không rõ diện mạo nhưng toàn thân lại mặc một bộ long bào với khí thế uy nghiêm tràn ngập thiên địa. Vì mở ra tôn tiên đế quan này, lão phu đã phải liên tục giết chết 9.999 đế vương phàm nhân, lấy linh hồn của bọn họ dung nhập vào trong, lúc này mới đạt được yêu cầu. Để ta xem có thể chống lại một ngón tay xúc sinh này không? Tham Lang gầm nhẹ, ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra vỗ lên trên người hắn. Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang vọng khắp không gian. Ngón tay cổ thần không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi ấn lên người Tham Lang thì lập tức thu hồi lại. Về phần Tham Lang thì vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, kim quang khắp toàn thân đột nhiên tan vỡ, 9.999 linh hồn đế vương tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng bị đánh rớt khỏi đầu rồi phóng thẳng về phương xa. Nhưng kỳ dị là vật đó bị một ngón tay cổ thần đánh vào mà vẫn không có một vết nứt nào, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tham Lang, cơ thể hắn trở nên run rẩy, trên da thịt lóe ra những luồng sáng bảy màu rồi trực tiếp phóng thẳng xuống dưới giống như lưu tinh. Tham Lang lúc này đã không biết sống chết, biến mất bên trong tinh không. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ hoảng sợ, khi ngón tay cổ thần vỗ về phía Tham Lang, hắn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra đột nhiên xuất hiện phía sau Vương Lâm. Trong nháy mắt khí tức quen thuộc của cổ thần bao phủ khắp đất trời, một chỉ được ấn xuống, mục tiêu của một chỉ cổ thần không phải là tiên vệ mà chính là Vương Lâm. Vương Lâm hầu như đã hồn bay phách lạc, trong nháy mắt ngón tay đã tới sát bên người. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hàn quang. Vương Lâm rút đi tất cả những gì hắn đã chuẩn bị trước trong người con rối tiên vệ ra, từng đạo sát lục từ trong cơ thể tiên vệ bay thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt hàng trăm vạn đạo khí sát lục ầm ầm phóng đến rồi tạo thành từng đạo sinh chi lạc ấn để chống đỡ một chỉ của cổ thần. Ngón tay cổ thần vừa động, sinh mệnh lạc ấn đã giống như một tờ giấy mỏng manh vang lên những âm thanh dẹt dẹt rồi vỡ vụn. Bất kể có ẩn tàng khí sát lục hay không, tất cả đều vỡ vụn dưới một lực lượng không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt nhưng trong mắt lại không hoảng loạn. Hắn và tiên vệ lui ra phía sau rồi lập tức vỗ vào túi trữ vật. Đệ nhị tiên vệ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người hắn. Ngón tay cổ thần vỗ lên trên người đệ nhị tiên vệ, toàn thân tiên vệ lập tức run lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được xác thịt tiên vệ đang nhanh chóng tan rã rồi sụp đổ. Sau khi đập nát đệ nhị tiên vệ, ngón tay cổ thần lại ấn lên người Vương Lâm cách đó 7 xích. Một cảm giác xương thịt vỡ vụn lập tức điên cuồng hiện ra trong cơ thể Vương Lâm. Loại nguy cơ này, loại cảm giác sinh tử này đè lên người làm Vương Lâm cảm thấy khó thở. Vương Lâm gầm lên giận dữ, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từng đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt khi ngón tay cổ thần nhấn xuống, tất cả kiếm khí đã đánh thẳng vào bên trên. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu có một uy lực nhất định, ngón tay cổ thần hơi ngừng lại nhưng lại vội vàng ấn xuống không chút do dự. Lúc này một chỉ lập tức điểm lên trước ngực Vương Lâm, một cơn đau từ trước ngực Vương Lâm truyền ra, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, xác thịt của Vương Lâm đã tan vỡ, đầu tiên là xác thịt, sau đó là xương cốt, tất cả đều hóa thành bụi phấn rồi tan thành mây khói. Một ngón tay của cổ thần đã phá hủy xác thịt của Vương Lâm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp ấn thẳng lên nguyên thần. Rõ ràng Vọng Nguyệt đang muốn diệt sạch mọi ý niệm trong đầu Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguyên thần không thể rời khỏi khiếu huyệt giống như năm xưa sau khi nuốt vào nửa con lôi long thái cổ. Hình như bên trong đang có một lớp màng chặn lại. Dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể đâm thủng lớp màng. Vì vậy nguyên thần mất đi tất cả năng lực, chỉ có thể nằm lại bên trong sự giới hạn của cơ thể. Hắn cũng không thể thi triển được một số thần thông khác. Nhưng đúng lúc này một chỉ của cổ thần đã tới sát bên người, một chỉ lập tức đánh vỡ lớp màng bọc bên ngoài nguyên thần. Nguyên thần Vương Lâm bùng nổ ra ngoài giống như những tia chớp rồi hóa thành một con thái cổ lôi long. Nó hướng về phía ngón tay cổ thần mà gầm giống. Trong lúc lôi long thét gào thì có rất nhiều lôi cầu xuất hiện khắp bốn phía rồi điên cuồng đánh thẳng về phía ngón tay cổ thần. Lợi dụng cơ hội này,
Thái cổ lôi long do nguyên thần của Vương Lâm hóa thành vội vàng cuốn lấy xác thịt đã tan vỡ và bọc luôn lấy túi trữ vật. Nó dùng tốc độ nhanh hơn cơ thể trước đó gấp mấy lần cuốn theo cả tiên vệ và khúc xương của Vọng Nguyệt nhanh chóng phóng đi. Trong lúc chạy trốn, Vương Lâm trong nguyên thần lộ ra vẻ chua xót. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Miện lúc nãy được Tham Lang lấy ra trong tinh không ở phương xa. Lúc này Vương Miện đang trôi nổi trong tinh không và chậm rãi di động. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, thần thức lập tức phóng ra thu lấy Vương Miện rồi nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại. Ngón tay cổ thần chậm rãi tiêu tán, Vọng Nguyệt khổng lồ nhìn về Vương Lâm đang bỏ chạy ở phương xa, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nó nhìn thoáng qua cự đỉnh khổng lồ trên những xúc tua rồi hơi chút do dự. Sau đó thân thể khổng lồ lại phóng thẳng về phía trước đuổi theo. Vương Lâm cảm thấy Vọng Nguyệt đang đuổi theo ở phía sau, hắn nhịn không được phải chửi mắng ầm lên. Lúc này Vương Lâm đã thừa nhận chính mình quá lỗ mãng, hắn không ngờ Tham Lang sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể làm cho Vọng Nguyệt thức tỉnh. Nếu không thì dựa vào những kế hoạch của Vương Lâm, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại thế này. Lần này hắn tổn thất quá lớn, thất tinh kiếm trận đã bị phá hủy toàn bộ, cấm phiên tan vỡ, một luồng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu tiêu tán. Hơn nữa lúc này nhục thân cũng tan vỡ, chỉ còn lại sự tồn tại của nguyên thần. Nhưng Vương Lâm cũng đoạt được rất nhiều vật, nếu nguyên thần thoát khỏi vòng vây thì hắn sẽ có nửa khúc xương Vọng Nguyệt, núi đá rút hồn, bình phong hà đồ, cuối cùng còn có thêm Vương Miện. Cuối cùng cũng không thể tính toán cho rõ ràng là được hay mất, Vương Lâm thầm than rồi dùng tốc độ cực nhanh mà phóng đi. Vọng Nguyệt ở phía sau chậm rãi đi đến gần, mỗi lần nó lướt về phía trước lại vượt qua được rất nhiều khoảng cách. Nếu bây giờ Vương Lâm vẫn còn cơ thể thì đã sớm bị Vọng Nguyệt đuổi kịp, nhưng lúc này xác thịt của hắn đã không còn mà chỉ còn lại nguyên thần. Với tốc độ của nguyên thần thì hơn cơ thể rất nhiều lần. Trong quá trình bỏ chạy, nguyên thần Vương Lâm lại càng dung hợp vào bên trong tinh la bàn. Nó mang theo tiên vệ và một nửa đoạn xương Vọng Nguyệt điên cuồng bỏ chạy. Vương Lâm không chắc có phải gặp lại ngón tay của cổ thần nữa hay không, nếu không sẽ may mắn chạy thoát. Một khi bị Vọng Nguyệt đuổi kịp thì chắc chắn sẽ chết. Nguyên thần Vương Lâm dung nhập vào trong tinh la bàn. Nó sử dụng tốc độ đạt đến mức không thể tin được. Khoảng cách giữa nguyên thần và Vọng Nguyệt dần dần trở nên cân bằng. Tuy nguyên thần không thể chạy thoát nhưng vẫn giữ được một khoảng cách nhất định. Nhưng phi hành với tốc độ này sẽ làm cho nguyên thần Vương Lâm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn đã bị trọng thương, lúc này thương thế lại ngày càng nặng, nguyên thần lại trở nên hơi ảm đạm. Vương Lâm chạy từ La Thiên Bắc Vực sang La Thiên Nam Vực, phi hành với tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài làm nguyên thần Vương Lâm càng ngày càng yếu, dường như sắp không gắng gượng nổi đến nơi. Nhưng tốc độ của Vọng Nguyệt ở phía sau cũng chậm lại, đặc biệt là khi đi vào khu vực ranh giới giữa La Thiên Nam Bắc Vực, Vọng Nguyệt đã hoàn toàn dừng lại. Nó phát ra vài tiếng gầm giống rầu rĩ nhưng không dám vượt qua. Vương Lâm ngẩn người ra nhưng lại điên cuồng gia tăng tốc độ. Rất lâu sau hắn đã cảm thấy Vọng Nguyệt vẫn luôn bám theo phía sau lại không đuổi theo nữa, mà khoảng cách lại càng ngày càng xa. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt vẫn còn lộ ra một tia sợ hãi. Vọng Nguyệt này quả thật là quá mạnh, nếu tốc độ không nhanh thì ngày hôm nay ta chắc chắn phải chết. Nếu so sánh những miêu tả về Vọng Nguyệt trong ký ức của Đồ Ti đối với Vọng Nguyệt này thì ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau, những thứ khác căn bản không phải cùng một loại. Vọng Nguyệt này vì sao lại quá mạnh như vậy? Vương Lâm quay đầu lại nhìn La Thiên Bắc Vực ở phương xa, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Với sức mạnh của Vọng Nguyệt vì sao nó lại không dám tiến vào chỗ này? Chẳng lẽ chỗ này có cái gì đó làm nó cảm thấy sợ hãi sao? Vương Lâm suy nghĩ lại không ra được manh mối, hắn thầm than một tiếng, nhìn qua tình trạng nguyên thần của mình rồi cười khổ. Tuy lớp màng nguyên thần bị phá vỡ đúng là một chuyện tốt, nhưng mất đi xác thịt thì muốn ngưng tụ lại một cái không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian nữa. Nếu đoạt xá, lại có rất nhiều hạn chế, cơ thể mà không tốt thì lợi bất cập hại. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm phóng thẳng về phía trước không chút do dự. Lúc này việc cần làm trước tiên là phải tìm một chỗ bế quan để luyện hóa nửa khúc xương Vọng Nguyệt này, để xem có thể làm hạt châu thiên nghịch viên mãn hay không, sau đó là ngưng tụ lại thân thể. Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, hắn phóng thẳng về tinh không vô tận ở phía trước. Vọng Nguyệt ở phương xa, trong hai mắt khổng lồ của nó hiện ra vẻ do dự. Một lúc lâu sau thân thể nó chậm rãi lui lại, trong ký ức của nó hình như có người từng cảnh cáo không cho tiến vào địa phương này. Nhưng ký ức này đã quá lâu rồi, dĩ nhiên cũng rất mơ hồ, nhưng cảm giác khủng hoảng ngày xưa vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ, mặc dù là bây giờ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tư duy của nó. Vọng Nguyệt dần lui về phía sau, những xúc tua khắp toàn thân nó đung đưa qua lại, từ xa nhìn lại sẽ thấy một luồng uy áp khổng lồ làm người khác phải sợ hãi. Có những tu sĩ trên đường đi nhìn thấy Vọng Nguyệt, nhưng vừa liếc mắt nhìn qua thì lông tóc toàn thân đã dựng ngược lên, tâm thần chấn động mạnh, bọn họ quay người lại bỏ chạy chỉ hận tốc độ mình quá chậm. Đến phạm vi ngũ đại chủ tinh trên La Thiên Bắc Vực thì Vọng Nguyệt ngừng lại rồi cơ thể co rút thành một khối cầu, nó cuốn cự đỉnh vào trong cơ thể. Tất cả xúc tua chậm rãi thu lại rồi dung nhập vào trong cơ thể Vọng Nguyệt. Từng luồng xương mù từ trong cơ thể Vọng Nguyệt tràn ra tạo thành một vùng xương tràn ngập khắp bốn phía. Vọng Nguyệt lại bắt đầu trạng thái thứ hai, bắt đầu ngủ. Nhưng lần này vị trí nó chọn lại rất gần La Thiên Bắc Vực. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy tê dại trong lòng, chỗ này quá gần ngũ đại chủ tinh.
trên một tinh cầu vẫn còn rất nguyên thủy trong tinh không La Thiên Bắc Vực. Ở đây linh khí không đậm nhưng cũng có phàm nhân trú ngụ. Vào một ngày, trên không rơi xuống một vật toàn thân lấp lánh những tia sáng bảy màu. Vật đó rơi ầm ầm xuống một vùng đồng bằng phía bắc tinh cầu. Tất cả xương cốt toàn thân Tham Lang đều vỡ vụn, xác thịt tan vỡ, nguyên thần cũng bị hao tổn. Nhưng hắn lại không chết. Không những không chết, vẻ mặt hắn còn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trước khi hắn đến La Thiên Tinh Vực thì trong cơ thể có rất nhiều lạc ấn. Những lạc ấn này đều là của những cường giả có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng khi một chỉ cổ thần tiến đến bên người lại dùng một loại biến hóa kỳ dị làm cho những lạc ấn trong cơ thể hắn tan vỡ. Chỉ còn tồn tại duy nhất đạo lạc ấn của Thiên Vận Tử. Chỉ cần cho Lão Phu thời gian, Lão Phu sẽ tin có một ngày khôi phục trở lại. Tham Lang hít vào một hơi thật sâu, cơ thể hắn chậm rãi trầm xuống rồi biến mất trên đồng bằng. Từ ngày hôm nay tất cả phàm nhân đang sống trên tinh cầu bình thường này đều ngửi thấy một mùi tanh tưởi như có như không. Nhưng có thăm dò như thế nào cũng không thể tìm ra được nơi tỏa ra mùi vị này, giống như mùi tanh này từ trong mặt đất truyền ra ngoài vậy. Lúc này Vương Lâm đang bay trên La Thiên Nam Vực, hắn không đi tìm những tu chân tinh có tu sĩ sinh sống, mà mục tiêu của hắn lại đặt lên những tinh cầu bỏ hoang. Trong nguyên thần của Vương Lâm mơ hồ cảm giác được có một địa phương trên La Thiên Nam Vực làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Vương Lâm vô thức bay đi, hình như đã càng ngày càng gần. Mặc dù nguyên thần của hắn đã bị thương nhưng lại có một vài chuyển biến tốt đẹp, dần dần địa phương mà Vương Lâm đang tìm kiếm càng lúc càng gần. Khi hắn nhìn về phía vị trí là mình cực kỳ thoải mái ở phương xa thì trong mắt lại lộ ra những tia sáng kỳ dị. Trước mặt hắn là một tầng được tạo thành bởi rất nhiều tảng đá to nhỏ giống như bị một lực lượng thần kỳ điều khiển, đá dày đặc bao phủ khắp chung quanh tạo thành một bức tường thiên nhiên kiên cố. Vương Lâm có thể cảm giác được địa phương làm hắn cực kỳ thoải mái chính là ở bên trong những lớp đá này. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, thân thể chưa động mà từ trong tinh la bàn huyễn hóa ra. Vương Lâm cầm lấy xương vọng nguyệt rồi dùng tâm niệm điều khiển, con rối tiên vệ lập tức lóe lên rồi đi xuyên qua những tầng đá chậm rãi tiến vào bên trong. Tầng đá này rất lớn, tiên vệ bay một hồi lâu mà chưa tiến vào được bên trong, nhưng lại có những cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt. Đây là một tinh cầu bỏ hoang, tinh cầu này không lớn, thậm chí nó chỉ bằng một nửa vân tinh. Nhưng trên tinh cầu này lại có những luồng lôi quang và sấm sét xẹt qua lại, giống như nó bị một hàng rào điện bao quanh. Sấm sét ở đây giống như vô cùng vô tận, chúng không ngừng hạ xuống. Tinh cầu vô danh này ở một nơi cực kỳ hẻo lánh trên La Thiên Nam Vực, hơn nữa ở bên ngoài còn có một tầng đá bao phủ nên không dễ bị người khác phát hiện. Một tia thần thức của Vương Lâm ở trên người tiên vệ nên tất nhiên hắn nhìn thấy được toàn bộ tinh cầu này. Loại cảm giác thoải mái càng lúc càng gần, nhưng hắn cũng hiểu chỗ thật sự làm hắn cảm thấy thoải mái cũng không phải là tinh cầu nhỏ bé này mà phải ở sâu bên trong lớp đất đá. Nhưng nơi đây có một loại sức mạnh kỳ dị có thể hạn chế dùng thần thức điều tra, nên hắn không thể nhìn rõ được toàn cảnh. Nói như vậy cũng chỉ là tương đối, khi Vương Lâm nhìn thấy tiểu tinh cầu này, thì cảm giác thoải mái được sinh ra còn yếu hơn rất nhiều so với việc ở sâu bên trong tầng đá. Đây là một chỗ tuyệt vời để làm động phủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cuốn quanh nửa khúc xương vọng nguyệt rồi phóng thẳng vào trong tầng đá. Dần dần hắn đã cùng tiên vệ tận mắt nhìn thấy tiểu tinh cầu tràn đầy lôi điện. Chỗ này phải dựa vào hoàng thiên mới có thể cảm ứng được. Ở đây thì những vết thương sẽ khôi phục cực nhanh. Vương Lâm trầm ngâm trong khoảnh khắc, tiên vệ tiến lên phía trước mở đường rồi cả hai phóng thẳng vào tiểu tinh cầu. Trước tiên cứ ở chỗ này để vết thương khôi phục và ngưng luyện cơ thể, sau đó ta sẽ đi vào sâu bên trong tầng đá xem thử. Vương Lâm biết sau khi nguyên thần của mình nuốt vào nửa con thái cổ lôi long thì đã bị dị hóa. Tất cả những thần thông về lôi đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ cần lôi không vượt quá mức độ quyền lực của lôi long ở thời kỳ thái cổ là được. Khi xác thịt Vương Lâm tan vỡ, một chỉ của cổ thần lại xé toạc tấm màng trên nguyên thần làm cho nó thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng trước đó hắn cũng bị thương, sau đó lại phải bỏ chạy quá sức nên vết thương ngày càng nặng. Lúc này khi tâm tình lắng xuống Vương Lâm mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Còn trước đó hắn không thể hiểu nổi vì sao nguyên thần của mình lại có thể tự tìm đến nơi này được. Nhưng từ lúc này hắn đã hiểu, nếu thái cổ lôi long bị thương thì nhất định sẽ đi tìm một địa phương tràn đầy lôi điện. Chỉ có những nơi như vậy lôi long mới nhanh chóng được khôi phục trở lại, mới có cảm giác cực kỳ thoải mái, thậm chí còn cảm thấy an toàn. Sau khi thân thể Vương Lâm tan vỡ, nguyên thần thoát khỏi trói buộc thì giống như một con thái cổ lôi long. Vậy nên nó mới có thể thu hút hắn đi đến chỗ này. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, lúc này Vương Lâm mới trở nên thản nhiên. Hắn đưa mắt nhìn tiểu tinh cầu tràn đầy lôi quang ở phía trước, cũng không khỏi cảm thấy có chút thân thiết giống như đã trở về quê hương. Sau đó Vương Lâm phóng vào bên trong, lôi quang nổ ầm ầm liên tục lọt vào tai. Bầu không khí tràn ngập sấm sét lan tỏa lên người lập tức làm Vương Lâm xuất hiện một luồng cảm giác rất dễ chịu. Cảm giác này trực tiếp tiến vào nguyên thần Vương Lâm, giống như có một đôi tay mềm mại đang khẽ vuốt ve bên trong. Lúc này nguyên thần Vương Lâm đột nhiên tỏa ra lam quang, những luồng sấm sét liên tục dung hợp vào trong nguyên thần rồi vận chuyển qua lại. Có một bộ phận nhỏ sấm sét chuyển lên trên khúc xương vọng nguyệt làm cho dãy núi khổng lồ này phát ra những âm thanh đùng đùng. Nhưng con rối tiên vệ lại lập tức dừng bước lại, trong đôi mắt linh động lộ ra một tia do dự hiếm thấy, hình như nó có vẻ sợ lôi quang. Vương Lâm quay đầu lại,
trong ánh mắt hiện lên sự cân nhắc. Tiên vệ vốn cũng không sợ sấm sét, dù sao khi luyện chế vật này Vương Lâm cũng thổi vào một chút thần khí, bên trong cũng ẩn chứa uy lực của sấm sét. Hơn nữa, những năm gần đây tiên vệ chiến đấu cũng thường gặp phải thần thông lôi hệ, nhưng trước đó lại chưa từng do dự như thế này bao giờ. Chẳng lẽ lôi quang ở đây có gì đó kỳ dị? Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn cẩn thận quan sát lôi quang đang xẹt qua lại trên thân thể, trong mắt hiện ra một tia sáng giống như đã hiểu. Lôi quang ở đây là tự nhiên, không phải do bất kỳ pháp thuật thần thông nào huyễn hóa ra, đặc tính của nó cực kỳ giống nguyên thần chi lôi của Vương Lâm. Thảo nào con rối tiên vệ lại sợ hãi như vậy. Lôi phân ra thành tiên thiên và hậu thiên, hậu thiên là do các loại thần thông biến hóa ra, còn tiên thiên thì không phải là thần thông mà do trời đất sinh ra. Tâm thần Vương Lâm khẽ động, con rối tiên vệ lui người ra phía sau rồi khuynh chân ngồi tĩnh tọa ở một chỗ rất gần tầng đá khổng lồ bên ngoài. Vương Lâm xoay người, hắn thu tinh la bàn, ôm lấy xương vọng nguyệt rồi chậm rãi bay vào bên trong tinh cầu lôi quang. Khi Vương Lâm đi vào sâu bên trong thì lôi quang ngày càng dày đặc, hầu như đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ làm như tiên vệ khôi lỗi mà chọn cách rút lui. Dù sao thì lôi điện ở chỗ này cũng đã vượt qua mức độ chịu đựng của cơ thể. Nhưng đối với Vương Lâm, mà đặc biệt là sau khi xác thịt tan vỡ thì chỗ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại hắn càng đi sâu vào bên trong, cảm giác thoải mái lại càng lúc càng mạnh. Nếu xác thịt Vương Lâm vẫn còn nhất định sẽ có hạn chế, cho dù đi vào chỗ này thì nhục nhân cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong tình trạng âm xoa dương thác nên dùng tốc độ cực nhanh vượt qua lôi quang đi sâu vào trong tinh cầu. Tất cả mọi thứ đập vào mắt Vương Lâm đều là lôi quang phóng qua xẹt lại. Toàn bộ bên trong tinh cầu đều được sấm sét bao phủ dày đặc, giống như hắn đang đi thẳng vào lôi ngục. Vương Lâm nhìn lôi quang tràn ngập khắp mặt đất, cảm giác thoải mái trong nguyên thần càng lúc càng nồng đậm. Trên mặt đất không có bất kỳ cây cỏ nào, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tồn tại trong hoàn cảnh này. Dù sao thì nơi đây lôi quang cũng quá nhiều đã cắt đứt tất cả những sự sống. Tạo hóa thật thần kỳ, nếu ở bên ngoài tầng đá thì sẽ không thể phát hiện ra chỗ này. Nếu trong nguyên thần của Vương Lâm không có phản ứng thì chắc chắn sẽ không thể tìm đến nơi đây được. Chỗ này tuy không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, nhưng lại có những luồng sinh cơ nồng đậm từ trong mặt đất bay ra với mức độ khổng lồ không thua kém bất kỳ một tu chân tinh tràn đầy linh khí nào. Nhưng ở đây lại không có bất kỳ tia linh khí nào tồn tại, vì dưới những luồng lôi quang dày đặc thì bất kỳ tia linh khí nào bay ra cũng đều bị sấm sét đánh tan. Trời đất đều bị bao phủ vào bên trong những luồng lôi quang cực mạnh, rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Mặt đất hấp thu lôi quang rồi lại hóa thành những con gián điện xẹt qua lại khắp mọi nơi giống như lôi trì. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị, địa phương này rất tuyệt vời đối với hắn. Người nào ở đây dùng lôi điện để tu luyện lôi nguyên thuật thì chắc chắn sẽ có thành công lớn. Nguyên thần Vương Lâm rơi xuống mặt đất giống như rơi vào trong một hố sâu tràn đầy lôi quang. Rất nhiều điện quang trên mặt đất chậm rãi lan vào trong nguyên thần. Ngay cả một nửa xương của Vọng Nguyệt lúc này cũng bị lôi quang bao quanh. Cơ thể Vương Lâm khẽ động, nửa đoạn xương của Vọng Nguyệt lập tức rơi đánh ầm trên mặt đất. Giống như trên tinh cầu này xuất hiện thêm một dãy núi, cơn chấn động mạnh làm cho tinh cầu này phải rung lên. Chuyện này giống như ném vào trong hồ nước một tảng đá khổng lồ tạo ra những con sóng lớn tỏa ra khắp bốn phía. Trên tinh cầu lôi quang xương của Vọng Nguyệt giống như một tảng đá lớn đập thẳng xuống làm cho những mảng lôi điện khổng lồ mạnh mẽ lan ra khắp bốn phía. Mức độ đậm đặc của lôi quang so với vừa rồi còn liên tục tăng lên gấp mấy lần. Đặc biệt là những tiếng sấm nổ ầm ầm cứ vang lên liên tục giống như từ thời viễn cổ truyền lại. Nguyên thần Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Thái cổ lôi long vẫn chưa được hoàn toàn hấp thu, trong nguyên thần vẫn còn một sợi tơ nhỏ, sau khi uốn éo một lúc thì tạo thành hình dáng lôi long. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết rồi đặt lên hai đầu gối, trong mắt Vương Lâm lôi quang lấp lánh. Hắn khẽ hút vào, mặt đất lôi trì lập tức hỗn loạn giống như dòng nước, những cơn sóng nổi lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Những tiếng sấm động rẹt rẹt nổi lên khắp bốn phía, đồng thời cũng có rất nhiều tia lửa bắn thẳng ra. Mỗi một tia lửa này đều ẩn chứa lôi uy của trời đất có thể làm cho những tu sĩ bước thứ nhất phải biến sắc. Vương Lâm chậm rãi nhắm chặt mắt lại để mặc cho lôi quang tùy ý dung nhập vào trong nguyên thần. Bên ngoài cơ thể hắn lôi quang vẫn rất nồng đậm, liên tục kéo dài trên mặt đất tạo thành một mạng lưới lôi cầu ngưng tụ lại rồi bắn ra bốn phía quanh cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm đang ngồi bên trong lôi cầu, từng đạo lôi quanh rơi lên trên người, sau khi vận chuyển một vòng khắp toàn thân thì biến mất. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, Vương Lâm đã quên mất thời gian, toàn bộ tâm thần hắn đều đã dung nhập vào trong lôi quang. Một luồng uy áp cuồn cuộn chậm rãi hiện ra khắp bốn phía rồi bị nguyên thần Vương Lâm hấp thu. Toàn bộ tinh cầu lôi quang từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ lôi quang dồn dập và hung tàn thì hình như không còn bất kỳ điều gì khác lạ. Con rối tiên vệ đang ngồi trên một khối đá lớn ngoài tinh cầu lôi quang, nó tuy đang nhắm mắt tĩnh tọa nhưng thần thức lại tản ra. Nếu bốn phía có xuất hiện bất kỳ biến động hoặc biến cố nào có thể uy hiếp đến Vương Lâm thì nó sẽ xuất thủ ngay. Trung thành là một chuyện mà năm xưa được tiên đế coi trọng nhất để sáng tạo ra con rối tiên vệ. Thời gian chậm rãi trôi, nháy mắt đã qua 10 năm, năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả trên tinh cầu lôi quang Vương Lâm đang tĩnh tọa,
cũng chỉ có lôi quang ít đi một chút chứ không có bất kỳ biến hóa nào khác. Con rối tiên vệ ngồi bên ngoài tinh cầu lôi quang 10 năm không chút nhúc nhích. Nó chỉ yên lặng ngồi đó bảo vệ giống như đây là một trách nhiệm của cả đời. Nó đợi chờ năm tháng trôi qua cho đến ngày có thể khôi phục lại tự do. Lúc này chỗ Vương Lâm đang ngồi tĩnh tọa trên tinh cầu lôi quang đột nhiên xuất hiện một lôi cầu khổng lồ. Lôi điện trên bầu trời liên tục hàng lâm rơi lên lôi cầu rồi lại nhanh chóng bị nó hấp thu. Lúc này ngay cả những tia lôi điện đang được đánh xuống ở rất xa cũng bị thu hút. Chúng đột nhiên vặn vẹo rồi phóng tới lôi cầu. Vương Lâm ở trong quả cầu lôi quang, nguyên thần liên tục ngưng luyện khôi phục lại vết thương. Nơi đây đối với hắn là địa điểm thích hợp nhất để chữa thương. Thiên lôi vô tận giống như một đan dược tuyệt vời nhất của thế gian liên tục bị Vương Lâm hấp thu. Vết thương của hắn đã dần khôi phục lại. Thoáng cái đã trôi qua 10 năm. Vào một ngày, nguyên thần Vương Lâm ở trong lôi cầu chậm rãi mở to hai mắt. Trong mắt hắn ẩn giấu uy lực của sấm sét. Trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt, lôi cầu khổng lồ đang bao bọc khắp bốn phía đột nhiên nổ ầm lên rồi tan vỡ. Giống như một đạo lôi pháp thần thông khổng lồ đã được hoàn thành rồi sinh ra những con sóng tròn tản ra khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt khi tất cả lôi điện tản ra, Vương Lâm lại há miệng hít vào. Những vòng tròn lôi pháp giống như bị ngừng lại và không thể lan ra ngoài được nữa. Ngay sau đó thời gian giống như quay ngược trở lại, lôi pháp nhanh chóng co rút. Cuối cùng tất cả đều bị Vương Lâm hút vào trong miệng. Giờ khắc này toàn thân Vương Lâm đều có lôi quang chạy qua xẹt lại giống như đang được mặc một bộ giáp lôi điện. Mái tóc không gió mà tự bay rồi phát ra những luồng lôi quang vô tận. Nếu không phải ở chỗ này thì cần phải có một khoảng thời gian gấp đôi mới làm cho nguyên thần khôi phục trở lại. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải khôi phục lại thân thể. Ngưng luyện cơ thể cũng không phải chuyện những tu sĩ bình thường có thể làm được. Phương diện này liên quan đến cổ thần quyết. Vẻ trầm ngâm trong mắt Vương Lâm lại càng nồng đậm. Năm xưa thân thể hắn đã từng tan vỡ một lần, phải dùng pháp thuật cổ thần quyết mới có thể khôi phục trở lại. Cổ thần quyết vẫn do bản tôn tu luyện, nhưng mượn một vài bí thuật trong cổ thần quyết để khôi phục lại cơ thể là chuyện ta có thể làm được. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia quyết đoán, hắn dang rộng hai tay bắt những đạo ấn quyết kỳ dị. Ấn quyết này đến từ trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Đột nhiên một luồng khí tức tăng thương từ trên những ấn quyết trên hai tay Vương Lâm tỏa ra bao phủ khắp trời đất. Trong luồng khí tức này có một đạo lôi uy dung nhập vào. Hai tay Vương Lâm chậm rãi đặt ở hai bên trái phải trên mặt đất. Trong miệng hắn truyền ra vài chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Hai mắt hắn lúc này tràn ngập những tia sáng kỳ dị. Ngưng, Vương Lâm nói ra một chữ. Trong nháy mắt mặt đất lôi chỉ giống như lập tức hóa thành một cái ao nước. Lúc bắt đầu thì chậm rãi nhưng đến lúc cuối cùng lại tôn trào. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, tất cả những con sóng ở bốn phương tám hướng điên cuồng phóng tới. Đi theo hai tay Vương Lâm đang đặt trên mặt đất, lôi quang ở bên trong lôi chỉ lập tức chui vào với tốc độ cực nhanh. Nhưng chúng không phải dung nhập vào sâu bên trong nguyên thần của Vương Lâm mà tất cả đều ngưng tụ trên hai cánh tay và bàn tay. Những cảm giác đau xót chậm rãi truyền ra từ trên hai cánh tay Vương Lâm, loại cảm giác này chỉ sau khi có thân thể mới cảm nhận được. Vương Lâm không cúi đầu mà thần thái rất nghiêm túc, hai mắt nhắm chặt, tư thế ổn định như núi Thái Sơn. Một số lượng lôi quang khổng lồ dũng mãnh tiến nhập vào Vương Lâm giống như muốn hấp thụ tất cả sấm sét trên mặt đất. Nếu từ trên trời nhìn xuống thì có thể rõ ràng nhìn thấy lôi quang trên mặt đất đang chậm rãi giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tất cả đều ngưng tụ về phía Vương Lâm. Từng tia chớp chói mắt lóe trên hai tay Vương Lâm, giống như giữa trời đất có một lực lượng không tên nắm giữ tất cả sấm sét, hình như chỉ cần trở tay là có thể làm cho sấm sét phải khuất phục. Hai tay của Vương Lâm đang dần hấp thụ một số lượng sấm sét không thể tưởng tượng nổi và đã bắt đầu ngưng thực, từng điểm sáng tỏa ra, lôi quang đã như ẩn như hiện trên hai tay hắn. Những điểm sáng này tùy theo sự hấp thu của lôi trì trên mặt đất mà càng lúc càng nhiều rồi cuối cùng đã trở nên dày đặc, chúng tương hỗ lẫn nhau giống như có một lực lượng thần kỳ lôi kéo. Hai bên chậm rãi khép lại tổ hợp với nhau thành một khối rồi tạo thành một khúc xương tay. Khúc xương tay này hoàn toàn do những điểm sáng tạo thành và phát ra lôi uy cực kỳ nồng đậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, những tia chớp trên mặt đất lôi trì đã giống như sóng to gió lớn đồng loạt phóng về những điểm sáng trên hai tay Vương Lâm. Khi số lượng điểm sáng đã đạt đến đỉnh điểm, nguyên thần trên hai tay tạo thành một khúc xương tay hoàn chỉnh. Nếu có người ngoài nhìn thấy Vương Lâm lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy hít thở khó khăn. Tình cảnh này quả thật quá quỷ dị, chỉ thấy toàn thân hắn ngoại trừ hai tay thì tất cả đều hư ảo trong suốt, chỉ có hai tay xuất hiện một khúc xương hoàn chỉnh. Vương Lâm vẫn không ngừng lại mà liên tục hấp thu, tùy theo lôi quang không ngừng dung nhập vào mà khớp xương hai tay lại hấp thu thêm nhiều điểm sáng rồi chậm rãi hướng lên trên cánh tay, dần dần những khúc xương ngón tay của Vương Lâm cũng chậm rãi ngưng tụ ra. Thời gian trôi qua, Vương Lâm đang chìm đắm vào trong quá trình ngưng luyện. Sau khi tất cả lôi quang trên mặt đất đã đều bị hấp thụ thì một bộ khung xương hoàn chỉnh đã được ngưng tụ lại. Cơ thể Vương Lâm chậm rãi từ trên mặt đất bay lên không. Lúc này những luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống giống như lập tức được khơi dòng, tất cả điên cuồng ngưng tụ lại trên thân thể Vương Lâm. Những luồng sấm sét to như cánh tay nổ ầm ầm trong không trung rồi không ngừng vang vọng. Ngoài khung xương, trên cơ thể Vương Lâm còn có những sợi tơ nhỏ xanh đỏ đan xen vào nhau. Chúng dần xuất hiện rồi liên tục được kéo dài, cuối cùng đã phủ khắp toàn thân. Trong nháy mắt thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ tinh cầu.
Lúc này lôi uy trong nguyên thần Vương Lâm giống như đã trở thành chúa tể của tất cả lôi quang trên tinh cầu này. Hốt, thần thông do thần thức Vương Lâm huyễn hóa đột nhiên hét lên một tiếng. Toàn bộ tinh cầu lôi quang đột nhiên run lên, những lôi điện vô cùng vô tận được xuất hẳn ra. Một lực lượng sấm sét khổng lồ đột nhiên hiện lên, tất cả phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tình cảnh này tạo nên một cơn lốc sấm sét, làm cho mặt đất xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lôi quang ngày hôm nay đang từ trên trời hạ xuống hình như cũng muốn tan vỡ. Lúc này con rối tiên vệ đang ở bên ngoài tinh cầu cũng phải mở to đôi mắt sáng rực để nhìn lại. Tất cả lực lượng sấm sét trên tinh cầu lôi quang đều ngưng tụ lại trên người Vương Lâm, từng điểm máu thịt trên cơ thể hắn lần lượt được luyện hóa ra. Lúc này trên khắp toàn thân Vương Lâm lôi quang đang xẹt qua xẹt lại, thậm chí nó còn liên hệ và tương hỗ với tinh cầu lôi quang. Trong lực lượng của sấm sét còn có những luồng sinh cơ đậm đặc được hút ra ngoài mặt đất. Luồng sinh cơ này chính là một bộ phận quan trọng nhất để Vương Lâm tạo thành một cơ thể mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giống như trước kia trị thương nguyên thần, một giáp nữa lại đi qua. Tinh cầu giống như lôi ngục này sau khi trải qua một giáp thời gian, lôi quang của nó đã không còn đậm đặc. Thậm chí bây giờ ngay cả con rối tiên vệ cũng có thể tiến vào. Nó đang đứng hộ pháp cách Vương Lâm không xa. Tất cả lôi quang, một số lượng sinh cơ khổng lồ, mọi thứ đều ngưng tụ lại rồi hóa thành một cái kén cao 3 trượng. Một thân thể chậm rãi đi ra từ trong những vết rách của một cái kén. Trên cơ thể người này tràn ngập những tia chớp xẹt qua lại. Những tia chớp này cũng không phải từ trong nguyên thần lan ra mà nó được ẩn giấu bên trong xác thịt. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Sau khi trải qua một giáp hấp thu một số lượng lớn lôi quang và sinh cơ, Vương Lâm đã tạo ra một thân thể mới. Trong cơ thể này có ẩn chứa sức mạnh sấm sét, cùng với lôi quang trong nguyên thần tương hỗ lẫn nhau tạo thành một mối liên hệ chặt chẽ. Tâm thần Vương Lâm vừa động, nguyên thần đã từ những khiếu huyệt toàn thân bay ra ngoài. Sau khi nó bay lượn khắp bốn phía một vòng thì lại quay trở về trong cơ thể. Một tiếng gầm từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, âm thanh này giống như sấm sét ầm ầm vang vọng trong trời đất, giống như một tiếng thét gào của nghịch yêu hướng lên trời xanh. Lần này phục hồi lại, đạo không thể biến mất. Vương Lâm lật tay phải, túi chữ vật lập tức xuất hiện, một bộ y phục màu trắng lập tức huyễn hóa ra trên người Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm từ trên trời hạ xuống ngồi khoanh chân trên mặt đất, ánh mắt hắn rơi lên trên một dãy núi giống như một con thần long đang nằm sấp xuống ở cách đó không xa. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn vỗ vào túi chữ vật, tôn hồn phiên lập tức xuất hiện trên tay, nó được rung lên làm rất nhiều linh hồn gào thét bay ra. Nếu không phải lúc này lôi quang đã tiêu tán thì những linh hồn vừa bay ra sẽ lập tức không thể chịu đựng nổi sấm sét. Một số lượng lớn linh hồn ngưng tụ lại thành 3 chủ hồn, chúng bay lòng vòng khắp bốn phía. Làm xong những công việc bảo vệ, Vương Lâm lại quét thần thức qua một lượt. Sau khi chắc chắn đã an toàn, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận nâng tay phải đặt lên trên mi tâm. Trong nháy mắt trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện những con sóng dao động, một hạt châu lóng lánh chậm rãi bay ra trong những con sóng. Ánh mắt Vương Lâm sáng như đuốc, hai tay bắt pháp quyết rồi điểm xuống thiên nghịch, hạt châu lập tức phóng thẳng về phía trước, trực tiếp rơi xuống ngọn núi do sương mặt trăng hóa thành. Nếu so sánh với dãy núi khổng lồ đó thì hạt châu quả thật là quá nhỏ. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, hạt châu thiên nghịch là trọng bảo quan trọng nhất của hắn. Vật này vốn đã từng xuất hiện trong La Thiên tinh vực, lần này lấy nó ra, Vương Lâm đã sớm tản thần thức ra khắp bốn phía. Nếu có bất kỳ biến động nào hắn sẽ lập tức xử lý ngay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Lâm phải đợi đến khi ngưng tụ được thân thể mới dám lấy hạt châu ra. Nếu không có cơ thể thì tu vi của hắn không thể phát huy được toàn bộ. Nếu liều lĩnh lấy thiên nghịch ra thì nguy hiểm sẽ rất lớn. Đây không phải là việc làm thông minh. Thiên nghịch hạt châu tỏa ra từng luồng tinh quang. Khi luồng sáng này hạ xuống thì sương mặt trăng lại chậm rãi biến đổi. Kim viên quáng ở bên trong chậm rãi hóa thành từng sợi tơ vàng rồi bị hạt châu thiên nghịch hấp thụ. Tất cả quá trình đều rất thong thả. Vương Lâm cũng không biết nguyên nhân nằm ở chỗ nào. Năm xưa hạt châu hấp thu thuộc tính thủy tương đối nhiều, nhưng khi sắp viên mãn thì tốc độ hấp thu lại càng chậm. Thần thức Vương Lâm liên tục đảo qua để xem xét động tĩnh khắp bốn phía. Thậm chí ý niệm hắn khẽ động, đệ tứ hồn hóa thành chủ hồn rồi lái lên trực tiếp phóng ra ngoài tinh cầu nấp ở bên ngoài. Thần thức Vương Lâm đi theo đệ tứ hồn rồi tản ra rất xa. Thiên nghịch hấp thu rất chậm, dù sao thì sương mặt trăng cũng quá lớn. Mấy ngày sau, Vương Lâm đảo một luồng thần thức vào trong túi trữ vật để lấy ra vài cái pháp bảo. Pháp bảo Vương Lâm lấy ra đều là của Tham Lang, những thứ này hắn đã đoạt được cách đây một giáp. Cái đầu tiên là một tòa núi đá khổng lồ, vật này tuy có chút hư hại nhưng tiên khí bên trên lại rất nồng đậm, mà đặc biệt là dấu vết thần thức của Tham Lang ở bên trong đã sớm tiêu tán. Đây là một trong những nguyên nhân làm Vương Lâm cực kỳ động tâm. Dấu ấn thần thức đã bị tiêu tán cũng không phải do Tham Lang chết đi, mà gần 100 năm bị mặt trăng đồng hóa thì những dấu ấn bên trên đã hoàn toàn biến mất. Vương Lâm đặt tay phải lên ngọn núi, trong đầu hắn đang nghĩ đến cảnh tượng năm xưa Tham Lang lấy bảo vật này ra rồi rút ra sơn hồn. Lúc này ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, tay phải khẽ vuốt ve trên ngọn núi đá. Đối với những thần thông rút ra hồn của linh vật như tinh cầu, núi, sông thì chỉ có tu sĩ đệ nhị bộ mới có thể hiểu rõ. Vương Lâm có cảm ngộ rất sâu,
Dù sao ngày xưa hắn cũng đã bị tán ma điều khiển thân thể nên chính hắn tự nghiệm ra được một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trong lúc tay phải Vương Lâm đang vuốt ve, bàn tay đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra những tia sáng kỳ dị. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một luồng khí tức tang thương mang theo tiên khí nồng đậm lập tức từ trên đỉnh núi bay ra. Khi tay phải Vương Lâm nâng lên thì ở giữa khoảng cách tay phải hắn và ngọn núi ngưng tụ ra một quả cầu hư ảo giống như sương mù. Vương Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Quả cầu nhỏ giống như sương mù kia khẽ động, trong quả cầu này tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Đặc biệt càng làm Vương Lâm cảm thấy sợ hãi chính là tiên khí đang tổ hợp hoàn mỹ ở bên trong, giống như có một tiên nhân đang thật sự thi triển thần thông. Sơn hồn này tuy yếu hơn rất nhiều so với cái tham lang tạo ra năm xưa, nhưng nó vẫn cực kỳ mạnh, đại vật, nhưng bên trong sơn hồ lại cực kỳ không ổn định. Chỉ cần hơi vô ý thì không những không thể đã thương địch mà ngược lại sẽ bị sơn hồn này gây ra thương tích. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời. Hắn biết rõ nguyên nhân chính là do núi đá này không được hoàn chỉnh, làm cho sơn hồn lúc ẩn lúc hiện này xuất hiện trong hư vô cũng bị tổn thương. Hơn nữa khi rút hồn Vương Lâm không cảm thấy bất kỳ trở ngại nào, giống như hắn vừa nghĩ thì đã rút được linh hồn của ngọn núi này ra bên ngoài. Đây mới là chỗ làm Vương Lâm động dung, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, tay phải lại chậm rãi hạ xuống rồi nhẹ nhàng ấn lên ngọn núi đá. Tiểu cầu giống như sương mù thu nhỏ lại rồi lập tức tiêu tán. Vương Lâm vỗ tay phải xuống mặt đất và khẽ động tâm niệm. Khi hắn nâng tay phải lên thì toàn bộ bầu trời lập tức chấn động. Nhưng điều này chẳng qua do thần thức cảm nhận được. Trên thực tế thì mặt đất không có bất kỳ thay đổi nào. Luồng khí tức tang thương lập tức xuất hiện rồi lập tức tiêu tán, giống như ném một cái thùng gỗ vào trong giếng sâu múc lên một thùng nước, nhưng đến khi kéo lên thì đáy thùng lại vỡ vụn, tất cả nước trong thùng lại rơi xuống giếng một lần nữa. Mà người đang cầm sợi dây lại tự dưng cảm nhận được một lực đẩy truyền ra, chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức té ngã. Vương Lâm lúc này cũng giống như vậy, hắn rút hồn không được. Trong nháy mắt khi luồng khí tức tang thương biến mất thì một lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến làm cho toàn thân hắn phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên trắng bệch, nửa ngày sau mới khôi phục lại như bình thường. Vương Lâm nhìn núi đá ở trước mặt rồi hít vào một hơi thật sâu. Ngọn núi này đáng quý ở chỗ có thể làm cho người khác cảm nhận trước được thần thông rút linh hồn mà chỉ có đệ nhị bộ mới có thể thi triển được. Vật này có tác dụng rất lớn đối với ta. Không biết vì sao Tham Lang lại phát hiện và luyện hóa được nó. Mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Mặc dù hắn và Tham Lang đối địch với nhau, nhưng ngọn núi đá này lại làm hắn có chút bội phục Tham Lang từ sâu tận đáy lòng. Thái cổ lôi long, tiên giới sơn thạch, bình phong sơn hà đồ, còn có vương miện quỷ dị kia. Ngoài ra trong túi trữ vật của Tham Lang chắc chắn vẫn còn một số pháp bảo khác. Người này thật sự được thiên đạo sủng ái. Vương Lâm thở dài một tiếng. Những pháp bảo này chỉ cần tùy tiện ném ra sẽ dẫn đến một tình cảnh chém giết tranh đoạt điên cuồng. Nhưng làm Vương Lâm cảm thấy kỳ quái là tất cả ở trong tay Tham Lang lại không có người nào đến cướp. Điểm này Vương Lâm đã suy nghĩ cả trăm lần nhưng vẫn không có lời giải đáp thích hợp. Vương Lâm nhìn lên tiên giới sơn thạch, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vật này có thể sửa chữa lại được, nhưng muốn sửa phải cần rất nhiều nguyên lực. Vương Lâm nhìn thật lâu rồi vỗ vào túi trữ vật lấy ra một thứ khác. Vật này chính là bình phong sơn hà đồ. Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói đến tiên giới sơn hà đồ, nhưng nếu những tu sĩ thế hệ trước nghe thấy ba chữ sơn hà đồ thì sẽ giống như sấm nổ bên tai. Trong 10 tiên bảo thượng phẩm của tiên giới, sơn hà đồ xếp ở vị trí thứ 5. Nghe nói bức tranh này uy lực rất khó lường, nhưng chỗ lợi hại chân chính của nó lại không phải là thần thông sơn hà do bức tranh này hóa thành mà chính là nét bút vẽ ra sơn hà. Nét vẽ giống màu đen nhưng thực tế lại là màu đỏ sậm, là dùng máu tạo thành. Máu này mới là chỗ thần thông thật sự của sơn hà đồ. Nghe đồn máu để vẽ sơn hà đồ chính là máu của thiên đạo, nhưng thiên đạo vô hình thì lấy đâu ra máu? Điều này trở thành một bí ẩn tồn tại mãi mãi. Vì vậy vật này cũng có tên là thiên đạo đồ. Tham Lang đoạt được cũng không phải là sơn hà thiên đạo đồ chân chính, mà chỉ là một bản in lại trên bình phong. Còn vì sao khi thi triển thần thông này lại phải đem sơn hà thiên đạo đồ ấn lên trên bình phong? Tham Lang đã vắt hết óc, hắn tận lực sưu tầm sách cổ cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Ánh mắt Vương Lâm rơi lên bình phong. Bình phong rất cổ, thoạt nhìn cũng thấy có vẻ tầm thường. Trong một số gia đình không nhất thiết phải phú quý giàu sang cũng có thể treo những tấm bình phong này. Hình ảnh sông núi bên trên rất mơ hồ, nhưng nếu nhìn kỹ một lúc lâu thì lại hiện lên rất rõ ràng. Nhưng bây giờ ở phía bên trái đã có một vết rách giống như cất núi sông bên trong ra, làm nó mất cân đối. Thần thức lạc ấn ở bên trên đã bị một chỉ cổ thần làm cho tan vỡ. Vương Lâm đặt tay phải lên trên rồi lưu lại lạc ấn của chính mình. Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc rồi há miệng nuốt vào. Vật này hóa thành một luồng bạch quang bị Vương Lâm hút vào trong nguyên thần. Vương Lâm dùng lực lượng lôi điện của nguyên thần bắt đầu tế luyện. Pháp bảo cuối cùng chính là vương miện. Vương Lâm đã tận mắt nhìn thấy vật này bị sức mạnh khổng lồ do ngón tay cổ thần được mặt trăng tạo thành đánh trúng mà không làm cho pháp bảo này xuất hiện bất kỳ vết nứt nhỏ nào. Vương Lâm dùng tay phải nâng vương miện lên, hắn đảo thần thức qua bên trên nhưng không phát hiện bất kỳ điểm khác thường nào, giống như một cái mũ của hoàng đế phàm nhân, không có gì đặc biệt.
nhưng năm hạt châu bên trên lại làm Vương Lâm phải chú ý. Hắn vừa nhìn qua đã thấy năm hạt châu này ẩn chứa thuộc tính ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành này giống như ngũ hành linh thể của Hồng Điệp trên Chu Tước Tinh năm xưa, nhưng nếu so sánh với ngũ hành linh thể thì thuộc tính ngũ hành này lại có linh tính hơn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vương Miện rồi trầm mặc trong khoảnh khắc. Hắn học theo những hành động của Tham Lang trước đây, đội Vương Miện lên đầu mình. Trong nháy mắt lập tức có một lực lượng kỳ dị dũng mãnh nhập vào trong đầu Vương Lâm. Sau khi nó vận chuyển một vòng trong người thì lại quay trở về và không còn động tĩnh gì nữa. Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ kỳ dị. Hắn cầm Vương Miện xuống nhìn kỹ vài lần, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lực lượng vừa rồi không phải mạnh, nhưng khi nó vận chuyển trong người lại giống như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng nó không tìm thấy thì quay trở về. Nó đang tìm cái gì? Những hạt châu ngũ hành, tìm kiếm. Cơ thể Vương Lâm lập tức chấn động, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, khẽ nói, ngũ hành linh thể giả, Hồng Điệp. Vương Lâm trầm ngâm rồi vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một bông hồng màu lam. Bông hồng này rất đẹp và ướt át, khắp toàn thân đều tỏa ra lam quang diễm lệ. Vương Lâm vừa lấy ra, lam quang bên trên đã tỏa ra rất nhu hòa, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như đang ngơ ngẩn trong ảo giác. Đúng lúc này, một luồng khí tức băng hàn lập tức từ trên lam quang tản ra, sau đó lại tràn ngập khắp bốn phía. Trong hàn khí lộ ra một luồng khí tức kiêu ngạo khó tả. Loại cảm giác này nói không rõ, dùng đạo cũng không phân biệt được. Chỉ có những tu sĩ tu luyện thần thông mới có thể dùng nguyên thần phát hiện được. Nếu là phàm nhân thì chỉ có thể cảm thấy toàn thân lạnh như băng, sẽ sinh ra một loại cảm giác giống như chỉ trong nháy mắt tất cả thế giới đã không còn tồn tại, chỉ còn lại duy nhất một cành hoa hồng. Nhưng trong mắt Vương Lâm thì hắn vừa cảm nhận được luồng khí tức kiêu ngạo này, đồng thời lại nhìn thấy trên hoa hồng mơ hồ xuất hiện một hình bóng của một người. Hình bóng này giống như ngọn lửa nhưng lại lạnh lùng và cao ngạo đến cực điểm. Vương Lâm nhìn bông hoa hồng màu lam rồi hơi trầm ngâm, sau đó hắn đặt nó lên trên Vương Miện. Ánh mắt như đuốc của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vương Miện, chỉ thấy trong nháy mắt khi bảo vật này đụng vào cành hoa hồng thì năm hạt châu bên trên lập tức lóe ra những tia sáng rực rỡ. Lại có một luồng lực lượng mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong Vương Miện bay ra rồi vận chuyển xung quanh đóa hồng. Dưới sự quan sát của Vương Lâm, đóa hồng lam sắc chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nó hóa thành điểm điểm lam quang dung nhập vào trong Vương Miện. Rất lâu sau, từng luồng lam quang đang tỏa ra trên Vương Miện cũng dần dần tiêu tán, Vương Miện khôi phục lại bình thường. Vương Lâm cau mày, hắn cầm lấy Vương Miện quan sát thật cẩn thận một lần. Sau giây lát hắn lập tức hiểu ra, Vương Miện bây giờ so sánh với lúc trước hình như có thêm một tia linh khí. Khi Vương Lâm nhìn kỹ, hắn mơ hồ nhìn thấy ở bên trong có một bóng người đang múa kiếm. Ngoại trừ điều đó, hắn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào khác. Vật này có thể chịu được một chỉ của cổ thần mà không chút tổn hại, rõ ràng không phải là tầm thường. Nhưng ta lại không biết sử dụng nó thế nào. Tham Lang kia từng nói, hắn phải lấy 9999 linh hồn đế vương phàm nhân mới miễn cưỡng điều khiển được vật này. Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Linh hồn đế vương và ngũ hành linh thể thì có quan hệ gì, hay là chủ nhân trước kia của Vương Miện này lại là một đế vương có ngũ hành linh thể, chỉ như vậy mới có thể triển khai được thần thông này sao? Vương Lâm lắc đầu, hắn suy nghĩ cảm thấy có chút không rõ ràng lắm. Hơn nữa tài liệu để chế tác pháp bảo này, Vương Lâm đã xem xét rất lâu thì ngoại trừ có một phần là long cốt viêm thì không nhận ra được những thành phần khác. Vương Lâm biết được long cốt viêm cũng đều phải dựa vào ký ức của cổ thần Đồ Ti, hình như nguồn gốc của vật này đã có từ rất lâu rồi. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi thu hồi Vương Miện, ánh mắt hắn chuyển lên trên khúc xương vọng nguyệt cách đó không xa. Xương vọng nguyệt hóa thành dãy núi, hạt châu thiên nghịch đang hấp thụ, dần dần kim viên quáng ở bên trong đã càng ngày càng ít đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm vẫn tập trung tất cả tinh thần vào trong quá trình này. Hắn không thể để người khác đến quấy nhiễu. Nơi đây tuy khá hẻo lánh nhưng hắn cũng phải cẩn thận. Khoảng thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này cũng không có người nào đến chỗ này. Toàn bộ xương vọng nguyệt lúc này chỉ còn lại một tòa núi đá. Tất cả kim viên quáng ở bên trong đã hoàn toàn biết mất. Vốn Vương Lâm cũng lo lắng nửa đoạn xương vọng nguyệt cũng không đủ làm hạt châu thiên nghịch viên mãn, nhưng bây giờ dấu vết của thuộc tính kim trên hạt châu đã đến mức cuối cùng rồi. Trong mắt Vương Lâm thì thuộc tính kim trong hạt châu thiên nghịch đã viên mãn. Chỉ thấy trên hạt châu tinh quang lấp lánh giống như một vật bằng thủy tinh, tràn ngập những ánh sáng rực rỡ, từng luồng khí tức cổ xưa tràn ngập trên hạt châu. Trên bề mặt hạt châu lực lượng ngũ hành đan xen vào nhau làm nó chậm rãi bay lên không. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị. Hắn cắn đầu ngón tay, dùng một giọt máu có sự dung hợp của thần thức lạc ấn bắn thẳng lên trên hạt châu thiên. Khi giọt máu bị hấp thụ, tâm thần Vương Lâm lập tức chấn động, giống như có thêm một vật gì đó ở bên trong nguyên thần. Lúc này trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên hiện lên một phù văn tràn đầy luồng khí tức tang thương. Hắn nhìn lên hạt châu thiên nghịch trên bầu trời, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán. Hắn đã đợi gần 1000 năm, cuối cùng mới có thể làm cho ngũ hành của hạt châu thiên nghịch viên mãn. Giờ khắc này hắn không còn những kỳ vọng như ngày thường mà chỉ còn lại sự thận trọng và yên tĩnh. Bảo vật này đã đi theo Vương Lâm suốt cuộc đời, nhưng những gì hắn hiểu về nó vẫn còn quá ít. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.